Hello các em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục series của tựa game King of Fighters All-Star Quyền Phương Chiến nha anh em. Tựa game này của nhà phát hành Vina Game vừa phát mở phiên bản chính thức vào ngày 25 tháng 6 năm 2020 nha. Clip lần này mình sẽ hướng dẫn anh em cách nhập code và mình sẽ cho anh em toàn bộ code chung của tân thủ nha anh em. Code này chắc cũng không có gì đáng kể đâu, nhưng mà anh em là không nạp tiền này giảm dùng được anh em ạ. Đây, trong cái pha này mình có sưu tập được 4 cái code chung này nha. Để nhập code anh em vào ngoài trang web này cho mình nha, địa chỉ đây này, new.khuyenmãi.vn này, cái chéo SNKVN và chéo code anh em. Mấy cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả video anh em, chỉ phải kích vào và nhập code thôi nha. Chúng ta thử nhập cái code đầu tiên là anh em copy nha, copy cả cái dấu thăng này cho mình nha, anh em paste vào đây. Chỗ này anh em chọn đúng server của tên của mình nha. Mình đang chơi server 18 King này. Chọn đúng tên nhân vật này. Anh em nhập đúng tên mã kiểm chứng nha. Đấy. Đúng cái code đầu tiên này. Nhập cái code tiếp theo nha. K này, cột thứ tư nha, còn 4 cột chung là tuân thủ nha anh em, S6BC, đấy, sau đó anh em sẽ vào game nha, đấy, sau đó anh em sẽ check ở cái email, cột thư đấy anh em này, đấy, anh em thấy mình đã nhận được 4 thư mới. Wow, khá là nhiều kim cương anh em ạ. Đây, rất là ngon nha anh em, tân thủ khá là ok đấy. Nó cho anh em một cái vé quay cho bộ kim cương này. Vé này thì 10 lần đầu tiên thì chắc chắn là sẽ quay ra được một con SR cộng rồi. Anh em vào test thử xem sức mạnh của nó ra sao nhỉ. Em cứ làm theo hướng dẫn với cái hướng dẫn đầu nó cũng để hiểu được cơ chế của con game này. Với những anh em nào chưa từng chơi những thể loại game này thì cũng tương đối là khó hiểu. Anh em nào chơi qua rồi thì thấy nó cũng đơn giản anh ạ. Game này nó cũng giống nhau hết. Và nó có thay đổi một số thuộc tính ấy, nhưng mà cũng chơi là cũng biết thôi. Dễ mà.
đấm to đầu bọn chúng cho anh. Cái mã code sự kiện trước khi game khai mở nhập vào đây cũng biết được cái gì không anh em nhỉ? Cái cả mấy cái thẻ thẻ đấy là cái gì không đấy? Rất là nhiều quà nha anh em, khai mở server rất nhiều quà, ngày nào cũng có quà này, quà ấn nhập mỏ vào tay luôn. Tỷ lệ chiêu mộ này đây thì có hai con SR anh ạ. Cần 1728 kim cương. Chiêu mộ là một con thẻ SR. Rồi anh em ạ, clip của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu anh em nào thấy hay thì nhớ để lại like, đăng ký kênh cho mình nha. Và đặc biệt là ấn vào chuông thông báo để đón xem những clip tiếp theo về series tựa game này. Và bây giờ bye bye và xin cảm ơn các bạn nghe. Bye bye, see you again.